Rồi ok, hello xin chào mọi người. Mình là Kia thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Design. Hôm nay mình sẽ làm một cái nhà thiết kế. Thì trong phần này thì nó sẽ đưa ra một cái thể loại khác nhau. Nhiều thể loại lắm, nói chung mình sẽ thiết kế bộ đồ sao mà cho nó phù hợp với cái thể loại đó. Hiện tại giờ mình có chơi thử thì mình được hạng 2, hồi nãy thì mình được hạng 2 ấy. Ok thì bây giờ để coi Westcom hình như là đồ vest thì phải, đúng không? Đợi xíu để mình search cái. Có, tại vì đâu phải cái nào cũng cũng biết đâu. Westcom không biết viết đúng không nữa, viết sai rồi. Westcom tai đúng không ta? Wow, hình như bộ đồ cái này là cái gì á, giống như đồ cowboy thì đúng hơn á. Cái này khó nha ta, căng ạ. Đợi xíu để bỏ hết mấy cái này đi. Để coi bây giờ là cái áo nó Western này hình như là miền Tây hay nè, hình như miền Tây hoang dã nè. Đồ hình như đồ là đồ cowboy á, đúng rồi. Chết cha, đồ cowboy. Trước tiên lấy cái nón trước cái đã rồi tính sau. Đồ cowboy phải có nón chứ. Cowboy, cái nón đâu? Where? Sao chưa thấy cái ồ mấy cái nón của nó mắc quá mà. Ồ, như nón này nón không phải nón này đâu phải nón cowboy, lộn rồi. Chết rồi, nón cowboy đâu. Sao mà nón nào nón đó nó cũng mắc vậy? What hell? Ơi, mắc quá, chịu sao nổi. Ê, thay là hình như nó nè. Đây, một cái. Ồ, chết cha, hình như lộn rồi, không phải nón này. Lộn rồi. Ồ, đi cần chứ. Ơi, đồ cowboy đâu? Cái nón cowboy đâu? Này đúng không? Ok nó tạm ổn là vậy đi. Rồi cái tiếp theo là cái áo 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 cowboy, áo cowboy biết áo nào đây trời. Thiệt. Không biết áo cowboy là áo nào luôn. Áo này cũng cựa cựa cũng được. Áo này cũng được. Để coi còn áo nào nữa. Wow, còn bao nhiêu vậy? Còn 3 phút nữa. Không biết kịp không? Bây giờ mình phải đi tìm mấy cái áo nào cho nó phù hợp tới 30 trang lận. Sao mà chả thấy cái áo nào áo cowboy vậy? What? Áo này không phải. chả thấy áo nào áo cowboy cả. Trời ơi, làm sao đây? Đùa à? Áo này đúng không? Không phải, áo này càng không phải nữa. Ồ, còn 2 phút mấy à. Ồ, áo này là áo của thời xưa. Lộn rồi. Còn áo này áo gì? Mấy cái này nó tối quá, làm khó nhìn thiệt á. Giờ mấy cái áo nào mà kiểu hoang dã chắc lấy đại đi chứ sao giờ. Cái này cũng được nè. Ồ, trời đất còn có 2 phút à. Hết thời gian rồi. What? Đùa à? Bây giờ mình tìm không thấy cái nào nó phù hợp hết. Chết rồi. Không ổn rồi. Holy shit. Bây giờ biết cái áo này cho nó đúng đây. Rồi, hình như là không có rồi đó. Thôi kệ, lấy tạm áo này đi. Rồi bây giờ có cái quần. Cái quần nhanh lên. Không ổn, quần này không được. Quần này càng không ổn nữa. Bây giờ còn có 1 phút à. Ồ, càng không ổn lắm. Biết sao trời, bây giờ biết cái quần nào đâu. Bậy bạ, quần này mà đi miền Tây là chết luôn á. Đi miền Tây hoang dã là chết luôn á. Ở này càng, cái này cũng cũng được nè. Nhưng mà có vẻ như cái nón không được ổn cho lắm. Ấy. Rồi bây giờ tới cái để coi có cái mắt kiến nào không. Lấy tạm cái mắt kiến đeo vô cho nó giống cho nó ngầu tí. Ok. Ồ, được. Không sao, được. Có thêm con bé nữa. Khỏi đi, khỏi tên đi. Submit luôn, submit liền không ta?
còn hai mươi mấy giây lận mà. Để mình đặt tên cho nó đi. Ok. À, chắc được rồi đó. Ấy nhìn nó hơi kỳ kỳ nhưng mà thôi kệ, nó bây giờ hết hết bức rồi, không có kịp thời gian, với lại mình chưa có quen trong này nó có cái gì nữa. Ôi mấy đứa này nó kìm được cái nón cũng đẹp ấy chứ, mình kìm lộn nón rồi. Vãi, cái này mới đúng nè, cái áo này mới đúng nè. Ôi đi kình chứ, lộ máu rồi. Còn thằng này mình thấy thằng này đẹp hơn nè. Ok mình sẽ chọn nó, mình nghĩ chắc thằng này nó cũng được hạng nhất thôi. Mình thì chắc không biết được hạng mấy nhưng mà chắc cho nó trong top 3 là cũng mừng rồi. Rồi, ok 5 giây nữa. Phó xong rồi đó, mà không biết mình được hạng bao nhiêu đây. Ồ. Nói thiệt chứ cái style của mình nó cũng nó cũng không được đẹp đẽ gì lắm, nên là họ kể được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi chứ sao vậy. Ok, người thắng cuộc là có. Vậy mà mình cũng được lọt vô được hạng hai cũng hay thiệt cái chứ. Mình đúng rồi, con này được cái quần nó xấu nè, tại hồi nãy thằng thằng này nó là chuẩn nhất. Rồi, ok, hạng hai được quá trời tiền luôn, 70 tiền lận. Ngon lên. Để coi bây giờ nó ra cái nhiệm vụ gì tiếp theo đây. Đây. Đó, mình được hạng 2 nè. À. Ok, Spy hả? Spy chết cha rồi. Spy đi. Ấy mình lùi không được. No. Shit. Bây giờ phải reset lại nữa, thiệt tình chứ. Bây giờ nó không cho lùi về luôn mà. Ok được rồi, bây giờ vô thôi. Spy hả, kìa bông ta. Để mình search thử xem. Spy. Tìm với cái search trước đi. Chưa. Vãi chứ. Chết cha rồi, không được rồi, không được rồi. Spy là đồ không gian hả? Không gian thì mình nghĩ chắc mặc cái áo này cũng được. Không sao hết, bây giờ có cái quần thử xem. Tại vì trong này nó cũng có đồ của phi hành gia đó, nhưng mà đồ phi hành gia thì mình nghĩ chắc mấy thằng kia nó cũng xài rồi, nên là đụng hàng thì nó đâu có hay đâu. Tự mình build ra cái khác lạ nhất mới hay chứ. Đó, cái này không hợp nè, cái này không hợp nè, cái này mà đi ra ngoài không gian chắc là chết luôn á. Không phải, mình nghĩ chắc là phải có cái quần nào đi chung với cái áo này chứ, tại cái áo này nhìn cũng đẹp mà. Nhìn cũng giống như đồ của phi hành gia mà. Xong có cái quần nó trơn vậy trời. Đùa à? What? Rồi. Không có luôn, thiệt tình chứ. À, cái này đúng không ta? Ok. Cái này nhìn giống đồ của cảnh sát vũ trụ thì đúng hơn á. Cũng được, không sao, cái quần này cũng hợp mà. Không sao hết. Bây giờ có cái này. Để coi bây giờ mình còn cái 280 tiền lận, không có sợ. 280 tiền là thoải mái luôn. À, nó có cái đầu của Antonas nè. Nên là mình nghĩ chắc là nó có cái thân, nó có cái thân nên là, nhưng mà thôi mình không có xài. Ok, vậy cũng được. Bây giờ thiếu cái nón nữa thôi. Cái nón hình như mình nhớ là nó có cái nón gì nè. Nón này đúng không ta? Thôi bỏ đi, trời ơi, thôi. Cái nón này che vô cái nó mất hết cái khuôn mặt rồi. Còn thấy gì nữa? Nó có cái nón gì á. Nón này nón gì coi. Thôi bỏ luôn đi, nón này che hết cái mặt rồi. Còn 2 phút mấy lần mà, cứ thoải mái tìm thôi. Nón nào ta? Ồ, mình nhớ là hình như nó có một cái nón có cái mít nữa. Đúng rồi, cái nón hình như có cái mít đó, nhưng mà giờ không không biết nó đâu mất tiêu rồi. Sao không thấy? Vãi thì không thấy đâu hết. Ồ, có mèo và lót của thằng Dennis nè.
đây 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 nó đây, không biết có phù hợp không nữa. Ok cũng được ấy chứ, trời trời quá chuẩn luôn phải không, bởi vì mình làm nhà thiết kế chắc cũng cũng được. Để coi bây giờ đổi cái khuôn mặt nào đây, tại vì bây giờ tiền mình còn nhiều lắm nên là cứ đổi mặt thôi. Không không không, đi làm cảnh sát mà ai mặc cái này kỳ lắm. Cái nào ta, này thử xem, trời đất ơi. À đúng rồi, đi mình đi biểu diễn mà mình phải cười chứ, nhưng mà cái này khuôn mặt này thì mắc quá, chắc khuôn mặt thường thôi. Ở đó vậy đi, có 20 thôi mà vậy cũng đẹp nè, thử này xem. Thôi cười méo miệng ha, thôi bỏ đi này. Thôi được rồi, ok thì giờ mình chắc mình coi thử có con effect này có gì không ta. Ồ, effect này phải bỏ tiền ngâm mua, phải bỏ đi. Ồ, thì cần chứ, có những cái phải bỏ tiền ngâm mua nữa chứ. Còn chó thì chỉ có mỗi con này, không còn con nào khác nữa. Lại đặt tên nó là Kia Bét nữa. Thú, thú của Kia, à, thú nuôi của Kia, ấy, ok. Hình như là xong rồi đó. Rồi, ra thôi. Chắc là mình nghĩ cái này mình không biết mình được hạng bao nhiêu đây, nhưng mà cầu mong là chắc nó cũng trong top 3 thôi. Nói chung là trong top 3 là mọi người. Còn nó ngoài top 3 thôi thì xin lỗi, đâu quá nhỏ thôi chứ sao giờ. À, bây giờ nguyên biết mà, thế nào nó cũng có lôi thêm hai cái đầu này ra. Thật sự lôi hai đầu này ra thì ai cũng có hết rồi. Cái này đó thì nó không có hay ho lắm. Đây đây là mình đây, đó cũng khá giống cảnh sát vũ trụ. Ok để chụp cái coi. Ai để coi cái bên này, có thanh niên nào giống để mình vote cho người ta chứ, mấy thanh niên này bắt giống nhau quá nên không có gì hết. Rồi không có rồi, giờ thôi mình có quyền không vote cho ai hết mà ấy. Rồi, để xem bây giờ mình được trong hạng bao nhiêu đây, mình đấu với bao nhiêu người đây, 8 người hả, mình mà lọt vô được cấp 3 chắc cũng hay lắm á. Ok, lọt vô cấp 3 thiệt luôn. Ôi thì cần chứ, ấy nhìn mình cũng giống cảnh sát vũ trụ chứ. Ok, được cấp được hạng 3 thì chỉ được có 30 tiền thôi, khá là ít. Đây để ra ngoài coi cái hình nè. Đó, sau khi cứ mỗi trận á là nó sẽ đưa ra top 3 của ba người thì nó sẽ nằm ở đây. Đây, nó nằm ở đây đây. Đấy. Ok, nói chung là YouTuber hả? Nó lại bị kẹt nữa thì cần chứ. Ok, rồi được rồi. Bây giờ bỏ mấy cái này ra nữa. YouTuber ha, YouTuber thì không biết bây giờ là nên, không biết nó có áo của mình không nữa. Nếu như có thì chắc mình làm cái YouTuber là mình đi. Nhưng mà không biết ở đây nó có nón, nó có cấp của mình không ta. Để coi, chắc là không quá. Tại vì hồi nãy có lướt sơ qua thì thấy không có cấp đó. Thế nó mới đau chứ. Này đúng không ta? Chắc không phải rồi, không phải, không phải rồi, lộn rồi. Hay là mình build thằng Dennis nhỉ. Để coi thử coi có cấp mình không rồi đó. Nếu như không có thì thôi, mình đành build người khác chứ build mình đâu có cấp, mình đâu build sao được. Không có thiệt luôn, lầy thiệt. Vãi. Cấp mình hiếm như vậy ha, không có luôn. Rồi, không có, hồi mà quá. Bây giờ chuyển sang áo thôi. Áo của Dennis hình như trong này mình nhớ là có áo của Dennis. Thử xem biết có không. À có nào, quá trời luôn. Lấy cái 5 đô được rồi chứ cần gì phải lấy cái mấy cái kia.
Này không biết có không nữa. Rồi không có rồi, không có rồi thôi. Tìm cái đồ bình thường thôi. Đây hình như Dennis là nó mang cái giày này đúng rồi nè. Đó, hình như là nó mang giày này. Còn con mèo nữa, meo, còn meo của nó nữa. Chết cha rồi, meo nó giết sâu ai biết. Ủa thì cần chứ. Bây giờ phải đi search con meo của nó nữa. Đâu rồi con meo của nó đâu rồi? Where? Ở đây nó đây, ấy con meo của nó đây. Hình như có vẻ như ngược ngược ấy. Hình như ngược thiệt. Nhưng mà thôi kệ nó đi, bây giờ cái mặt thì không biết thằng Dennis nó để mặt gì, mình quên mất cái mặt của nó rồi. Thì cần chứ bây giờ không biết nó để cái mặt gì luôn á. Nhưng mà giờ để mặt mấy mặt này thì mình đâu có đủ tiền đâu. Sao đây trời. Giờ không biết để cái mặt nào cho nó nữa. Hay là để mặt định coi. Chứ giờ ham hố để mấy cái này xong bây giờ mình cũng hết tiền luôn rồi. Để coi thử tóc rồi đổi tóc lại đi. Tóc hình như của nó tóc đâu phải tóc này đâu, nó là xài tóc khác mà. Nó xài tóc gì á, mình hình hình như tóc này nè. À đúng rồi, tóc này của nó nè. Để coi bây giờ có cái phầy coi nó có cái gì không. What the hell, tóc mắt vậy? Đùa à? Ôi. Ôi thì cần chứ, tóc mắt dữ vậy. Ôi mua cấp xong cái hết tiền luôn. Ôi lầy lội thiệt. Ôi cấp cái 75 đô lận. Khiếp. Chắc mình phải đổi lại cái kiểu cấp hồi nãy quá. Chứ kiểu cấp này là không được rồi. Giờ biết kiểu cấp kia nằm đâu đây. À hình như nó nè. Ồ không phải. Ồ hàng chi mình xài cái hai cái. Hàng chi không có tiền đúng rồi. Xài cái hai cái làm quá gì có tiền. Phải bỏ một cái ra mới có chứ. Khuôn mặt lấy khuôn mặt nào đây ta? Để coi thử xem. Giờ không biết lấy mặt nào cho nó gọi là hợp lý nữa. Còn có 30 giây nữa là xong rồi. Là coi như là phải chấm điểm rồi. Mặt nào đây trời, bây giờ không có cái mặt nào nó đẹp cả. Thôi bỏ đi. Ủa như mặt này gớm chết được. Ra, chắc mình quay ra khúc đầu mình chọn đại đi. Mình chọn đại cái mặt này thôi. Mặt này thì cũng được. Ok xong. Đấy, YouTuber của mình là Dennis. Đấy. Cũng được cái chứ. Nhưng mà chỉ có điều cái đít nó kỳ quá. Có ai mà cái đít mà giống như đang 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 mặc bỉm ấy. Vãi thiệt. Ok. Ồ. Ôi đủ thứ luôn. Ở thằng nào cũng có vậy. Ok. Chào mọi người cái bấm phím mè để chào cái. Ấy. Ấy, Dennis đây. Còn là thanh niên này là ai mình quên rồi nè. Ok. Giờ mình cũng biết mình chọn cho ai được nữa. Thôi nói chung mình không chọn. Nói chung là không chọn. Rồi, ok, để xem bây giờ mình được trong top mấy đây. Cầu mong là nó cũng top cao cao một tí. Cóc một liền luôn vãi chưởng thiệt. Ok ấy mình làm Dennis là được hạng nhất liền, ngon lành. Ồ được 100 luôn, quá đã ấy. Đây đây là mình đây. Ít nhất cái quần nó màu đen vậy mới đẹp chứ, ai như mình cái quần như thấy không như đang mặc tả. Khiếp thiệt chứ. Ôi thì cần. Ok mình sẽ chơi thêm một trận nữa. Ủa lại YouTuber nữa hả? Ủa sao lại vậy? Sao chơi YouTuber hoài vậy? Giờ mình build thằng nào đây coi. Nữa lại bị nữa thì kinh. Quên hoài. Ok, rồi, xong bây giờ là mình sẽ bỏ hết
Build thằng khác, không build thằng Dennis nữa. Bây giờ biết build nào đây? Đợi xíu để coi thử xem còn thằng nào chưa build không ta. Hình như cái mặt cũng là cái mặt, cái hình như cái cốc cũng là cái cốc đó luôn. Mà mình lỡ cái mình bấm xóa rồi. Bây giờ phải bật lên lại. Rồi, tóc một cái. Bây giờ là không biết cái áo này thằng này có không nữa. Rồi, không có luôn. Ố dè luôn. Ờ thì cần chứ. Không có sao đi chơi. Wow, bây giờ phải đi sạch đại hả? Giờ để coi thử coi có cái áo nào cũng phải nhìn sơ qua mới biết được. Khá là căng đây. Ồ, căng thiệt đó chứ. Bây giờ không thấy con nào hết. Mà bây giờ mình tính làm mình mà mình còn không có nữa, mà lấy gì làm khác được, nên thôi kệ, lấy áo này cũng được. Bây giờ mình mặc cái quần vô thôi. Chứ không lẽ giờ để cái chừng cái chuồng đi ra kỳ cục chết. Này chắc mình chơi mặc quần đùi đi, không biết có quần đùi không nữa. Ồ, cũng không hợp lắm. Thiệt không, mình thấy không hợp. Không, này không được lắm. Ủa, gì cái giấy bây giờ không có cái quần nào luôn hả? Ê, có này, thấy rồi. Ủa, vậy Adidas đàng hoàng luôn mà, giỡn hoài chứ. Ồ, cũng được. Ấy, mấy con màu nó đối lập nhau nhìn nó cũng đẹp ấy chứ. Bây giờ chọn kiểu tóc lại. Tóc này là không, khoảng trước khi tóc là lựa khuôn mặt cái đã. Khuôn mặt của nó thì khuôn mặt nào đây ta, giờ nhìn cho không biết lựa khuôn mặt nào luôn á. Thì cần mặt này đi đó, mặt này cho nó nhìn nó nhí nhảnh tí, già rồi bây giờ phải nhí nhảnh lại nữa. Cái nón này đi. Ồ, cũng được. Ok cũng được ấy chứ. Ê, lộn rồi. Ấy, tóc này cũng được. Đeo mắt kiến vô nữa. Không, mắt kiến này không ổn lắm. Giờ coi cái mắt kiến nào đây ta. Có nên đeo này không? Không, bỏ đi. Mình nghĩ không nên đeo mấy cái này. Đeo mấy cái này nó sẽ làm nó kỳ lắm. Giờ không biết phải đổi cái mắt kiến nào đây coi. Holy shit. Vãi, thôi, bỏ đi, mắt kiến này kinh quá. Kiến không chồng thử xem. Gì cũng không ổn lắm. Còn 1 phút mấy mà, kệ nó cứ thử hết đi chứ sao giờ. Cũng được, nhưng mà cái này phải đổi mặt, tại vì mặt này nó không phù hợp với cái kiến đó. Mặt nào đi ta. Giờ thật sự không biết lựa cái khuôn mặt nào luôn á. Thay vì chọn cái mặt này có cái mặt 20 nè. Đâu rồi cái mặt 20 kỳ, đâu rồi coi. Mình nhớ là có cái mặt 20 kỳ mà cái nụ cười nó cũng y chang vậy. Đâu rồi. À đây nè, đó mặt 20 nè, đó thấy chưa. Nó đỡ kỳ, nó đỡ được nhiều kỳ hơn nữa. Bây giờ là cái con chó giờ. Mình lẽ giận chó này hoài, thôi kệ nó, chơi chó luôn cũng được nữa. Ok 24 vậy nữa. Để coi giờ còn có cái nào khác nữa không ta. Mình nghĩ chắc cái này cũng ổn rồi nè, đúng không? Nhìn cũng được. Thôi, chắc vậy là được rồi. Ok, submit thôi. What the hell? Mới vừa đi ra cái chết rồi. Đùa. Ok vậy đi. Ấy mình trời ơi, có thanh niên giả 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 thằng đan KDM gì cơ. Vãi đạn thiệt chứ. Ôi, đừng có nói nó thắng nha. Ôi, có thêm bằng sub nữa chứ. Ôi, CCTV nữa chứ. Ôi, sao lắm thế.
Chết cha rồi, bây giờ mình biết lựa thằng nào đây? PDM thấy cũng giống lắm nè. Ồ hay thiệt chứ. Súp cũng giống nè. Thằng CCTV cũng có nè. Ôi, thằng nào cũng giống hết á. Biết lựa ai giờ? Ok, thằng nào đây? Ồ, khó cho mình quá, bây giờ biết lựa nào. Ôi, nói chung khỏi lựa đi. Ôi, bây giờ thằng nào nó cũng có hết á, thằng súp, thằng gì nó cũng có hết. Chỉ có mình là không có thuộc nào thôi. Ok, người thắng cuộc là đây, bảo đảm là mình chắc không có lọt vô đây. What the hell? Mình vậy mà cũng được hạng nhất nữa. Ôi thiệt tình chứ. Vãi, ôi. Ok. Thì chắc mình sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như các bạn nào thích thích thì hãy like, share video này và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye.